em này nó đi đấy. Ở trên nó có cái bơ cắm này đó là tình tật phát thì đừng có vô hả? Dạ dạ. Ở trong rồi. Cảm ơn ạ. Củ nào tròn thì nó sẽ đúng một tép. Còn những củ nó hơi lệch một bên nè là nó có ngắn ở giữa hai tép nè. Đây. Đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.